này bây giờ bao nhiêu mà nhiều dữ anh? À bán cái à. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn cơm ở một quán cơm của người Hoa ở trên đường Trần Quang Khải. Quán có tên là Hảo Hảo, giống mì Hảo Hảo ha. Ở đây thì như các bạn thấy là có rất là nhiều đầu bếp này. Ở đây thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh đầu bếp đứng chào liên tục nãy giờ mình tới các bạn này, chào lửa lắm. Ở đây có một cái đặc biệt là đến đây ăn là coi cái anh này làm chào lửa không là mê đó các bạn ạ. Mình xin giới thiệu một chút xíu về cái điểm quán ngày hôm nay nha. Quán ngày hôm nay thì nó nằm trên đường Trần Tuấn Khải, địa chỉ là số 92 đường Trần Tuấn Khải này, địa chỉ là ngay chỗ cái này luôn các bạn này, số 92 đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Ở dưới thì mình sẽ có số điện thoại của quán luôn nha các bạn. Đây là đường Trần Tuấn Khải nha. Ra phía ngoài kia thì các bạn sẽ đụng ngay đường Bảo Văn Kiệt. Các bạn đi đường Bảo Văn Kiệt có thể vèo vào đây, hoặc là cái phía hướng ngược lại này thì hướng đằng kia thì các bạn sẽ đụng ngay đường Trần Hưng Đạo. Và kia nha, ngoài kia các bạn đường Trần Hưng Đạo nha. Tức là nó là cái đường này nối giữa hai đường lớn, đường Trần Hưng Đạo và đường Võ Văn Kiệt nha các bạn. Nói chung là cái quán này thì đông khách lắm các bạn, cực kỳ đông khách luôn. Mình đi qua lúc nào cũng 7-8 giờ là đông khách lắm. Nói chung là quán ăn ngon không mà chưa biết, mà thấy khách đông như thế này thôi thì các bạn có thể thấy được là cái quán này nó phải như thế nào rồi nha. Thường thường là theo như kinh nghiệm của mình đi ăn thì mình thấy là quán nào mà đông khách thì quán đó là đồ ăn nó phải ngon, người khách ăn đông đến như vậy nha các bạn. Quán này thì cái menu quá trời món luôn, menu của quán này thì lên tới 80 mấy món, gần 100 món. Và cái bếp thì đứng ngồi xào xào liên tục luôn. Thế là quán thì là cũng nhanh người ta biết tới á, thì thường thường là mấy khán giả mà thường thường mà bọn em đi ăn theo yêu cầu khán giả này này. Thường thường là những cái quán mà lâu năm á, là những cái quán mà có tiếng mà khán giả hay bình luận vô, là quán thì mà mới 1 năm như vậy là hay đó chị. Rồi, hay đó. Bữa mấy cái này là có ghế ngồi luôn. Gà trên nước mắm. Cơm nha.
lên cho bò đắp không? Tách chuyển nước mắm. Mấy anh đầu bếp trong này là tay chân là khéo hết lông các bạn ạ. Lửa nó thực thực lên liên tục các. Chào lửa hơi bị đỉnh luôn. Quá dữ luôn. Đây là một dĩa cơm ếch chiên nước mắm, dĩa này có giá là 50.000. Ếch chiên nước mắm là 50.000 đúng không em? 50 không? Ôi các bạn thấy dĩa cơm cho hoành tráng nha, có 50.000. Đây em, trả cho em. Cơm chả bá lên 50.000 các bạn ạ. Đây là cái menu nha các bạn, có thể tham khảo qua nha các bạn. Ở đây thì có tổng cộng là 84 món các bạn ạ. Một cái menu trải dài 84 món. Giá thì mình thấy là từ 30 cho tới 50 nha, 60, 30 cho tới 60. Nói chung là cái menu quá trời món cho các bạn, có thể lựa chọn nha các bạn. Món gì em? Đây mà em cắm khô. Khô là không đem, không da hết nha. Củ tướng khô nó đi vàng lẻ. Củ khô vàng lẻ. Cái này là không da, không da. Thì mà không da, không da nha. Cơm nó to lắm các bạn. Mình hôm nay mình sẽ cố gắng mình đứng ở bếp để mình quay nhiều món nhất cho các bạn tham khảo nha. Tức là ở đây best seller của mình là sườn cua gò, khoai tây lúc lắc. Khoai tây lúc lắc. Vâng.
giò. Xin chào, best seller của mình là món nào chị? Món đặc biệt nhất của quán mình nhé. Quá trời món luôn. Thế là mình ở đây mình mấy giờ là mình có bán rồi chị? 10 giờ sáng bán tới 10 giờ tối. À, bán 12 tiếng nghỉ ha. Thế là bán thì phải được nhiều chị ạ. Cái đó là nước gì anh nhỉ? Bột năng hả? Bột năng cho nó sệt hả? Một cháo này được mấy phần anh? Có 8 phần. 8 phần. Ôi, 8 phần mà một cháo bự vậy đó hả? Quá trời ơi. Còn anh dưới này là anh làm món gì dưới này? Dạ, ốc đồ cho bếp. À, lấy ra rồi ra món đó hả? Cái này làm món gì đây anh trai? Cơm chiên hải sản. Bên kia anh ấy làm món gì ra? Dung vô hết cỡ đâu, dung được không? Mình còn chi nhánh nào không chị? Không có chi nhánh nào của cái này ha. Cơm mới ra lò ngay còn tiếng nổ lốp bốt luôn. Phần này là bao nhiêu vậy chị? Phần này này. Cái này hải sản hay là chị làm? 45.000 phần. Đây là một cái phần thập cẩm 45.000, các bạn tham khảo nha. Miếng xào thập cẩm. Đây thấy khách mua về mang về rất là nhiều. Đây. Mấy anh đầu bếp này mình nghĩ là lông tay chả cháy hết.
Ủa chị, cái này mình có bán qua cái app nào chưa chị? Không bán qua app hả? Sao mình bán qua app chị? Chị mới ra chị chưa biết đăng ký ví dụ đó. Ủa vậy hả? Rồi chưa bán qua app rồi mình chưa bán qua app rồi quán mình có giao hàng không chị? Có giao nhân viên gần gần ở đây thôi chứ xa quá thì không có đi được. Tầm nhìn xa là mấy km hay là mấy mét? Nói chung chung vòng 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 quận 5 mình hay rồi thôi. Như vậy là chỉ giao hàng trong phạm vi 2 cây số. Còn đông quá thì mình có đặt ráp không? Vì em thấy là có ai đặt ráp lại chị em cũng không có nhân viên nhiều, mấy đứa phục vụ đây không. Vâng, ở đây là như vậy là mấy giờ là mình có cơm bán này kìa? 10 giờ rưỡi sáng. Bán tới 10 giờ rưỡi tối. Rồi một tháng mình có nghỉ ngày nào không hay là bán xuyên luôn? Bán suốt luôn. Tết năm nay sao? Tết năm nay hả? Dạ. Chị dự định bán tới 28 Tết. Bán tới 28 Tết. Lấy dĩa qua cho cô đổ nè. Bán 28 Tết mùng 2 khai trương lại. Mùng 2 Tết thì khai trương lại. Vâng, nghỉ 4 tháng ha. Rồi, được quá nhỉ. Vâng. Tính ra là ví dụ như món của mình ở đây là món nào là mọi là món mà khách mà ăn nhiều nhất đây chị? Nói chung là người ta cũng ăn từ từ cái hết món mà thấy người ta ăn
Món nào còn khen ha. Nhiều khi bàn vô 4-5 người ta kêu món gì vậy vậy, cái ăn vô hôm qua chứ lại. Vâng. Bây giờ em thấy mới có 6 giờ sáng em thấy khách ngồi quá trời luôn rồi. Là tối là đông ngựa ha. Ở đây em thấy giá chỉ bán cùng nhà sàn sàn cùng bình dân vậy nhà, em thấy hồi nãy thấy địa cơm quá trời luôn mà em thấy giá còn mềm ha. Dạ. Nhưng mà nói chung trong giá thì cũng tầm tầm, chứ không thấy quá khá, cũng cho là cũng có nhiêu. Vâng, rồi ngoài giá sàn sàn thì ha. Dạ. Đấy. Vâng. Đĩa cả thức ăn, mì giòn, hủ tiếu hay là mì mềm rồi. Vâng. Dĩa gia đình lại ăn. Dạ. Lúc này đằng kia thì em thấy là có cái phần cơm chiên riêng và món riêng. Như vậy là giống như mà mình đi ăn cơm gia đình ha. Đấy. Món riêng đó là mấy dĩa đồ ăn. Dạ. Bởi có bò lúc lắc hoặc là bò lúc lắc cơm cũng có. Vâng. Hoặc là bò lúc lắc khoe tây. Bánh riêng theo dĩa ha. Mình bán trong phần phần vậy đó. Vâng. Ai muốn ăn đồ ăn cũng có dĩa để làm đồ ăn. Dạ. Đấy. Giới thiệu với cả nhà đây là chị Tinh nha. Chị Tinh nhá, chủ quán chị ngại lên hình. Mà quán của chị là không phải là quán lâu đời nha các bạn. Một cái điều rất là bất ngờ, quán của chị là mới mở có 1 năm thôi nhưng mà khách ăn quá trời luôn. Đấy, tức là bán chưa qua mạng đâu, mới bán ăn trực tiếp tại chỗ thôi mà mới có 1 năm thôi. Mà chị nói là chống người chiều tối là ngồi mà phun hết cả bàn đây luôn này. Phun hết bàn, chị quán chị bán dài đó với ngoài kia luôn. Là bán rất là kinh khủng. Đấy. Đây là bà chủ con, đây là chị Tinh là chủ. Bên này thì mình thấy là có tới chắc là 20 nhân viên có các bạn ạ. Độ riêng bếp không là mình thấy là 2, 4, 6, 8, 10, 10 người đứng trong bếp rồi. Đứng trong này nóng không? Nóng hả? Bếp phà quá trời, cái này được trông hơi hàng ngày luôn á. Đứng ra ra tới ra dĩa luôn rồi. À, ra dĩa luôn à. Đây là một dĩa cơm. Nếu như mà ở đây mà bán cơm không như vậy là 30.000 đấy các bạn ạ. Cơm không là 30.000 đúng không em? Dạ. Cơm không là 30.000 đúng không? Đấy. Hôm nay cho tất cả anh em lên sóng nha. Hình như em thấy anh nãy giờ chủ yếu bên này anh chập chù chú. Cái món mì xào là của anh nha. Của chú xào á. À, hình như anh là phụ trách cái hủ tiếu xào à. Anh làm được hết các món trong này không? Hết món luôn hả? Anh tên gì? Biếu. Anh Tiếu hả? Biếu. Biếu? Dạ. Anh Biếu. Dạ. Giới thiệu với nhà đây là anh Biếu đầu bếp. Nãy giờ là thấy anh chào lửa quá trời mà hình như anh phụ trách mấy nãy giờ mình đứng bên này. Nãy giờ mình thấy anh chào chủ yếu là món hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào là món gì nữa? Nhiều thứ hả? Đấy. Món nào làm được ha? Đấy. Cái này là bao nhiêu phần mà nhiều chứ anh? Cái này 3 phần. 3 phần. Ủa bạn là nhìn 3 phần là một chảo luôn nhá các bạn. Ở đây là mình thấy cái đồ ăn ở đây là người ta làm rất là nhiều. Ăn là gọi là ăn là ăn, ăn bao no ăn nhiều luôn. Quá trời luôn các bạn ạ. Mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà mình rất thích đi đến những cái quán mà thấy người người ta làm trong bếp như thế này này, xong bắt đầu đưa ra cho mình ăn, mình cảm giác gì đó, cái đồ ăn nó mới nóng các bạn. Tức là đây là hầu hết là đồ ăn là đều không có làm sạch trước, tất cả các món đây đều là mới nóng luôn. Vừa thì mình thấy có một cái nồi nước súp các bạn, nước đó để chuyên dụng nó làm đó, nước đó hình như nước hầm xương. Ở đây mình có cảm tưởng là các bạn tới là các bạn chỉ cần ngồi xuống trong khoảng 5 phút thôi, không tới 5 phút đâu, 30 phút là đồ ăn ra tới nơi rồi. Thì thấy cái bếp là uy tín đó các bạn, quá trời người luôn mà làm theo trình tự. Chung rồi. Cái này
quay luôn ghế vậy. Xuống nhà đi ăn hả? Ở đây món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon hả? Nè, cái trà đá nó cũng ngon. Trà đá cũng ngon luôn. Ừ, nó thiệt luôn á. Dạ, nên là ở đây là cô thích anh nhất là cái món nào? Đây, không mà cô ăn nào cũng thấy ngon luôn. Vâng. Là cái này là bò. Bò xào sa tế của Hành. Sa tế của Hành. Ăn với cái cơm này. Ăn với cơm trắng. Vâng. Món nào còn ngon ha? Cô thấy cái giá ở đây sao? So với cái phần đồ ăn và cái giá cô thấy sao? Rẻ. Rẻ mà ngon. Vâng. Khách ở đây là ai cũng vậy. Con nên nhớ mà ăn quay lại là bảo đảm là ngon. Vâng. Vừa miệng luôn. À, tức là ăn đi ăn lại nhiều lần ha. Nó nghe nè, hỏi thăm nè, cái gà luộc ở trên Lê Văn Sĩ ngon. Bữa con coi đó, cô thấy. Vâng. Hôm nay đi quay gặp một khán giả của kênh. Cái gà Lê Văn Sĩ á, cái gà đó là luộc và chấm sá kén. Thì cái giá của nó là bán một con 360 thì nhưng mà cái gà luộc nó cũng ngon, nó tua, nó chấm cái sá kén nó là lạ cái miệng, ăn nó lạ nó thơm. Và cái gà đó thì con có vô hỏi trong cái bếp rất là kỳ, là gà thì cái lúc đó con vô tình thường đúng cái lúc mà anh nhầm gà về luôn, tức là gà có 5-7 loại gà, nhưng mà đó là anh lấy cái loại gà cái giá rất là cao so với giá chợ á, thì nó đang cao gấp mười lần giá chợ cho nên đi. Dạ. Cô có làm hồn ăn uống đó. Rồi. Bởi vì nãy mình nhìn thấy con là có cô biết rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô với em nha. Chúc cô với em ngon miệng nha. Mời các bạn đó rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Đấy. Rồi, chúc cô với em ngon miệng. Dạ. Đây ngon không cô? Ngon. Cơm đây có gì đặc biệt? Có chứ. À, cô hay ăn ở đây không? Hay ăn chứ. Hay ăn đây hả? Cơm đây có gì đặc biệt mà cô lại hay tới lui đây ăn nè? Không, ăn với vừa miệng. Vừa miệng ha. Rồi giá là sao cô? Giá cũng được. Giá miệng ha. Dạ. Bữa cô con trên TV xấu lắm hả? Hả? Dạ hơn ở ngoài thôi. À, dạ hơn ở ngoài. À. Ở ngoài trẻ hơn. Ở ngoài trẻ hơn hả? Cô nói là mình coi trên điện thoại và TV già hơn, mình ngoài trẻ hơn. Rồi, cảm ơn cô nhá, hôm nay cô mua ở đây hả? Rồi chị ăn ở đây chị thấy khẩu vị sao chị? Nó làm đồ ăn ngon, giá rẻ nữa. Hôm nay là chị gọi món gì đây? Hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào với lại cái món này, chả. Chả giò tôm. Rồi gà chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm. Rồi này hủ tiếu xào bò, này hủ tiếu xào tôm. Vâng. Thơm, rất là thơm. Ngon hả? Dứa này em hồi nãy em nghe cũng có mấy người nói dứa là người ta làm ngon chị. Nó kiểu nó như thế nào chị? Nó xào á, cái mùi nó thơm, cái mùi chảo lắm. Cái chảo hả? Ốp chảo á. Ăn rất là ngon. Món nói chung món nào ăn cũng hợp khẩu vị ha. Nãy giờ thấy chị khen quá trời. Rồi ăn thường xuyên. Ăn thường xuyên anh hả? Đấy. Rồi thấy cái giá cả ở đây sao chị? Ví dụ so với cái phần đồ ăn em thì em thấy là cái giá đồ rẻ, ăn nhiều giá rẻ dễ nhiều. Vâng. Thì với anh chị gần đây không? Đi ăn hả? Gần đây cũng gần đây ha. Anh thấy ngon không anh? Được, ngon quá tuyệt vời ha. Cho anh lên TV ạ. Chúc anh chị ngon miệng nhé. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Nói chung là nãy vừa mình coi đây là mình thấy là khách ở đây phản hồi cũng tích cực lắm các bạn ạ. Rất là tích cực. Thank you.
Món hủ tiếu áp chảo đó có vẻ nhiều người ăn anh nhỉ? Mình nhìn thấy như thế nào là mình biết là nó được rồi. Mình nhìn sao mình biết nó được rồi. Nó vàng là được ha. Làm con này cháy hết lông tay ha. Trời ơi, chảo lửa quá trời luôn. Ở đây mày thấy là có mấy anh em trong này là bếp là chảo lửa ghê lắm các bạn ạ. Rất là mạnh mẽ, phải nhìn chảo lửa không? Pha. Ồ, bây giờ đang làm cái món gì quá trời tôm. Ôi. Đông quá, đông xanh quá trời. Bếp liên tục. Chuyên nghiệp à? Lắc điêu luyện chứ, không ra hột nào luôn. Thật sự là mình thấy mấy anh em trong này là làm bếp lắc chảo cũng nhiều các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy là nãy giờ mình để ý cái bếp là mình thấy nó không có bị vung vãi nha. Lắc rất là chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp luôn. Chuẩn bị ra. Bữa cơm mấy con. Nói chung ở trong này là có rất là nhiều món nha các bạn, nhiều món lắm, nhưng mà hôm nay thì mình cố gắng thưởng thức nhiều nhất có thể, thì mình cũng đã gọi ra 4 món, hình như mình gọi còn 4 món, nhưng còn món chưa đem ra phải. Đấy, canh đó. Dạ, canh này là mình bán là bao nhiêu tiền một chén thế này, canh này chị? 10 ngàn một chén canh, canh trong biển ha. Rồi, em cảm ơn. Còn cái món bò lúc lắc là được không chị? Còn cái món gì đó, bò gì đó, cơm. Dạ. Nói chung ở đây nhiều món. Mình hôm nay thì mình cố gắng ăn nhiều món nhất có thể để giới thiệu đến cả nhà nha. Nhưng mà thật sự mà để ăn tất cả các món đây thì mình nghĩ là có thể phải mất cả tháng. Ở đây thì có cơm, có hủ tiếu xào, có mì xào. Nói chung nhiều món lắm và cái menu chống ngừa mình lúc này mình có lướt qua cái menu các bạn tham khảo lại nha. Đây là mình chưa cái món này, đây là cái món sườn xào chua ngọt. Nghe nói là món này là đặc biệt đắt khách của đây lắm các bạn ạ, cho nên mình kêu cái món này nha, mì xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt. Nghe nói cái sườn này người ta làm ngon lắm. Cái phần thứ hai, món thứ hai đây là cái món cải kho dừa trường, cải chua.
Món này nghe nói là mấy anh nhậu và khoái lắm, mà ăn với cơm mà cũng cuốn lắm luôn á. Vì cái món này là gọi là chua chua ngọt ngọt đấy, hấp dẫn lắm. Địa này hình như là mình nhớ không lộn là cái địa này có giá là 128 ngàn. Đây là dồi trường xào cà chua nha, món này ăn với cơm cuốn lắm. Đây là món ếch chiên nước mắm đấy, cái này là món ếch chiên nước mắm. Rồi là mực xào sa tế của hành gì đó. Và đây là một cái món rất là đặc biệt, món chả giò Triều Châu đấy. Và một cái món thì ăn kèm khá là thú vị ở đây đó, cái món khoai tây chiên giòn. Giờ này là mình nhớ là 20 ngàn, nhưng mà khoai tây đấy đặc biệt lắm nha các bạn. Khoai tây đấy là làm sao mà ở trong nó mềm, mà trong ở ngoài nó hơi giòn nhưng mà ở trong nó mềm, nó mềm mà nó bùi trong đó. Hồi này mình ăn thử trước, mình gọi là ăn lén được miếng này giòn lắm. Ăn kèm với nó thì đây có cơm nha, cơm thì có cơm trắng và cơm chiên, mình kêu ra luôn để cho các bạn tham khảo nha. Và canh thì ở đây thì có canh đông biển thịt bằm, một chén canh như vậy thì có giá là 10 ngàn, đầy đủ các bạn ha. Nói chung các bạn ở đây thì lúc này mình sàn có cái giá, thì mình thấy cái giá ở đây là giá còn sàn sàn, cái giá không có gọi là không có cao giá lắm đâu, giá 50, 40, 50, có mắc nhất là cái thằng này là 120 thôi nè, 120, còn hầu hết là giá 40, 50, 60, giá sàn sàn thì không có mắc nha. Rồi và cả nhà nha, nói chung ở đây khoai tây này người ta làm hay lắm. Dạ chị về, cảm ơn chị. Khoai tây người ta làm sao mà nó mềm chứ không? Khoai tây chiên giòn không phải cứng mà mềm không? Cái món này á, nếu mà các bạn đi mà gia đình mà có trẻ em á, kêu gì khoai tây này ra này, người ta làm sao hay có tao? Nó giòn nhẹ bên ngoài, ở trong nó mềm. Còn nhờ miếng canh thay vị các bạn. Ở đây thì hôm nay thì mình kêu ra, cố tình mình kêu ra như thế này, cơm có hai là cơm, vừa cơm chiên vừa cơm trắng để cho các bạn là tham khảo luôn. Cơm chiên thì cơm chiên không là 30 ngàn, còn cơm trắng thì mình cũng biết nữa. Em ơi, cơm trắng này một giờ này là bao nhiêu tiền em? 10 ngàn. Rồi, cảm ơn em. Một giờ cơm trắng là 10 ngàn. Đúng. Wow. Ở đây nêm ngon quá ta, nêm canh ngon quá. Đây các bạn này, đây là cái món đầu tiên này. Món này gọi là thuộc vào món chiên giòn, cho nên là mình ưu tiên mình ăn trước. Đây là món chả giò Triều Châu. Ở ngoài thì mình thấy có một lớp của hủ tiêu phía ngoài, còn phía trong thì mình không biết. Chấm với một loại nước sốt đặc biệt của quán. Ngon hả? Thơm quá ta. Cái nước sốt này ngon, cắm trong miệng cái là lan tỏa liền. Chả giò là ngon ra. Ở trong này các bạn nè, ở trong này mình thấy có nhân tôm thịt trong này. Rồi nói chung mình chỉ phát hiện là tôm thịt rồi. Có cái gì ăn nó giòn sạch trong này nữa. Có một loại nấm gì đó, có mục nhị. Và đặc biệt cái nước sốt này các bạn này, nước sốt này người ta làm nước sốt gì thơm chứ ta. Không phải là nước mắm như mình vừa ăn thông thường nha, mà là một loại nước sốt. Thơm quá, nước sốt này thơm quá. Em ơi, nước sốt là nước sốt gì em nhỉ? Dạ, tôm xí muội. Nước sốt xí muội à? Dạ. Thơm nhỉ? Nước sốt này ngon quá ta. Không, cái chả giò là ngon. Từ cái lúc mà mình tới đây á, tới giờ đó các bạn mình thấy là đầu bếp á làm liên làm liên tục luôn, làm không ngưng tay luôn. Đây các bạn nha, chúng ta đến với cái món đầu tiên này. Đây là cái món sườn xào chua ngọt. Ồ, nghe nói là cái sườn đây là làm kỳ lắm. Lúc này mình có hỏi ngoài lấy với bạn nhân viên á, bạn nói là khoái nhất ở đây là cái món sườn xào chua ngọt. Hỏi bạn là tới đây là ăn cái món nào rồi, bạn nói ăn cơm chiên và sườn xào chua ngọt đây rất là ngon, cho nên là mình quyết định ăn cái món sườn xào chua ngọt này. Bây giờ nó chạy, nó chạy các bạn ạ.
Wow. Thái sườn mà ra làm chín. Sau đó người ta làm một cái lớp bột phía ngoài. Lớp bột người ta cho thêm cái gì vào nó thơm, cái bột nó thơm quá. Sau đó người ta chiên giòn lên. Người ta chiên giòn lên, bắt đầu người ta làm một loại nước sốt, người ta đổ vào. Ở ngoài thì nó vừa mềm, vừa giòn, vừa hơi dai dai, còn ngọt, chua chua, còn ngọt. Ở trong con thịt sườn nó mềm, giòn ngoài mềm trong. Món này ăn cuốn kìa ta. Chua chua ngọt, ăn rất là cuốn. Mà cái ngọt đây mình có cảm giác cái ngọt của nước cà chua, ngọt của nước thơm, nước khóm mà. Ngọt của nó không có bị gắt. Có lý gì ta? Dạ, dạ, ngon. Dạ, ngon, cảm ơn cô. Hôm nay đi quay gặp cô khán giả 200 kênh của mình. Cô nói là quán này ăn ngon. Nói chung cái trường sản cho ngọt này ngon đó các bạn. Quán thì nãy giờ mình vô mình thấy là khách vào hết lớp này đến lớp khác các bạn, là vào liền luôn. Ở đây tính ra là chỉ bán giá tưởng tượng hôm nay mình thấy đưa ra một cái điểm mì xào to chà bá nè. Hôm nay thì mình không ăn mì xào, hoặc là hủ tiếu xào, mà là mì xào hủ tiếu xào. Hôm nay thì mình không ăn hủ tiếu xào, nhưng mà lúc này mình thấy là lúc mình quay trong bếp mình thấy là một cái dừa cho tà bá này mà có 50.000. Ở đây mình sẽ chỉ bán cùng giá cũng mềm lắm. Này trong cái trường nó mềm luôn à. Các bạn này, bản thân mà cái cơm này các bạn, bản thân cái cơm chiên này á, là người ta làm cũng vừa ăn rồi. Cơm chiên tơi quá. Đây là cơm chiên nha các bạn. Bản thân cơm này thì mình thấy nó tơi quá ha. Cái cơm này là người ta có nêm một chút xíu ở trong đó rồi. Cái cơm chiên này là các bạn lấy một ít nước tương á, nước tương xịt vào là ăn là thấy ngon rồi. Thử luôn. Cho cơm chiên này ra. Đấy là tương xịt vào là ăn là ngon đó bạn. Đồng khách quá trời luôn các bạn ơi. Ở đây có cơm chiên và cơm trắng, các bạn ăn nào tùy nha. Đây là cái món thứ hai. Món này nghe nói là cũng đắt khách đây lắm này. Món này là dồi chuồng xào chua ngọt. Món này là ăn với cơm và bá cháy luôn. Sườn xào cải chua. Ồ, cái này ăn với cơm đúng là bá cháy các bạn ạ. Mời cả nhà. Xào chua ngọt.
Mấy cái món này các bạn ăn với cơm á, nó cuốn lắm. Mình mới lấy cơm mua bỏ đồ ăn mua ăn, cái hết cơm mình không biết là ăn nó cuốn lắm. Quá. Thôi là chấm gì á? Mình nghe nói là đây là cái hủ tiếu xào ngon lắm nha các bạn. Hôm nay thì hủ tiếu xào thì nó ăn được một cái đó thôi, ăn được một khác, cho nên mình chưa có gọi hủ tiếu xào. Hôm nay mình ăn cơm thì mình thử được nhiều món ở đây, nhưng mà nghe nói hủ tiếu xào đấy ngon lắm. Đây các bạn này, đây là cái món ếch. Ếch ngon chưa? Cái này là gọi là ếch chiên nước mắm. Ếch ngon ha. Ôi miếng đùi ếch này to chả bá lựa luôn, thơm quá. Ếch này người ta chiên lên ngon nào. Ếch nó lớn mà nó chắc, nó ngọt quá. Ở đây thì khi bưng ra có cái món chà giò là người ta cho nước chấm thôi, còn các món khác thì các bạn ăn nước chấm thì tự pha nha. Ở đây thì mình thấy có nước tương này rồi giấm tiều này. Đấy, cho chút chua chua cay cay vô. Rồi ở đây có phần sa tế này, các bạn có thể tự làm nước chấm cho mình nha. Thật sự thì nói về món ăn thì cứ người một vị khác nhau nha, nhưng mà ở đây thì mình thấy quán này từ khi mình vào giờ mình thấy không bao giờ ngớt khách các bạn ạ. Khách đông quá trời đông. Đây ếch này, cái đùi ếch giá trị ha. Ồ, ngon chưa? Ngon à. Wow, ếch đây người ta làm ngon quá các bạn ơi. Đây, cho các bạn xem cái ếch lần nữa các bạn này. Cái đùi ếch đây người ta chiên lên nó cắm đầu người ta xả nước mắm á, thơm ngon quá. Ngon ha, nhìn mình muốn ăn liền ha. Người ta chiên con ếch lên, sau đó là người ta con ếch chín rồi, xong bắt đầu người ta sốt nhẹ phía ngoài thôi. Nó hơi mặn ngọt ngọt phía ngoài mà trong ếch nó vẫn còn vừa được đồ ngọt của thịt ếch á. Đây còn cái món bên này nữa các bạn ạ. Đây là cái món mực xào, gọi hải sản xào á. Ha, ở đây thì mình thấy có mực là gọi là mực ống các bạn. Ở đây mình thấy là ngon, ngon là cái nước sốt đó các bạn ạ. Ở đây người ta làm cái nước sốt ngon quá. Có tôm, có mực này. Đấy, ở đây là cái món mực xào nha. Ngon ha. Khỏi chấm luôn, quốc luôn. Khách vào cả đông các bạn. Rồi phía sau mình cả khách ngồi kín luôn à. Không biết các bạn thấy như thế này nha, nhưng mà riêng mình nhá, mình thích rất thích ăn những cái quán mà thấy có người xào nấu như vậy á, mình rất thích ăn những cái quán kiểu như vậy. Và là cái cảm giác mà mình tận mắt mình xem người ta làm đồ ăn á, sau đó mình ăn mình sẽ cảm thấy nó ngon hơn. Tôm to quá ta.
lá dừa. Từ lúc mà mình tới đây tới giờ á, cái bếp không bao giờ ngưng nghỉ luôn. Ở đây thì còn món mì xào, rồi món cơm chiên. Nói cơm, nghe nói cơm chiên ở xứ mờ đây cũng rất là ngon. Nhưng mà hôm nay thì mình có thử hết rồi. Quán này thì nói về cái mặt bằng chung nha các bạn. Nó bị khẩu vị nhau. Thì khẩu vị món ăn thì cái người mùi vị khác nhau nha. Nhưng mà hôm nay mình ăn đây mình thấy khẩu vị nó khá hợp với mình các bạn. Mình thấy mình ăn nó cuốn á. Món nào ăn với cơm cũng rất là cuốn. Ăn hết cơm mình không biết luôn. Món ăn đấy rất là cuốn và như các bạn thấy là khách ở đây vào rất là đông. Khách vào đông như vậy thì thằng nào nói lên cái vị ở đây nó như thế nào rồi nha các bạn. Ở đây thì nói về phần giá bán thì mình thấy giá rất là sẵn sàng. Không có cao, không cao không thấp, nó dùng giá sẵn sàng, rất chung. Đấy, nói chung cùng mềm đó bạn. Cái phần đồ ăn mình thấy người ta cho nhiều, còn ăn cho nhiều nha. Ở đây thì còn rất là nhiều món, các bạn có thể tới đây có thể thử thêm nha. Hôm nay thì mình thử 5 món, mình thấy nó khá là ổn. Rồi nha, nếu mà bạn nào mà thích ăn các món của người Hoa, muốn ăn cơm gia đình, đang muốn kiếm một chỗ ăn cơm gia đình thì một lần nữa đi qua ngang qua khu vực này các bạn có thể ăn thử nha. Nói chung là về đồ ăn thì cứ một người một vị khác nhau nha. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn ai xem mà thấy thích muốn thử thì có thể ghé vào ăn thử nha. Còn ai mà không thích thì coi như là mình xem để mình tham khảo thêm và mình để xem giải trí nha. Còn riêng video này chắc mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về quán ăn ngày hôm nay nha. Nói chung là hôm nay các món này ăn với cơm hợp các bạn ạ. Gọi nó cuốn lắm, ăn cuốn lắm.